Huế gần 500 con trâu bò chết tại một huyện miền núi. New York chấm dứt hợp đồng với tập đoàn Trump. Tổng thống Trump ra thông cáo kêu gọi không bạo lực. Ông Mike Pompeo thông báo sắp rời vị trí ngoại trưởng. Người biểu tình ngồi lên ghế phó tổng thống Mỹ bị bắt. Trung Quốc ban bố tình trạng khẩn cấp ở tỉnh Hắc Long Giang. Quý vị đang theo dõi mục điểm tin sáng ngày 14 tháng 1 của DKN TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Theo Dân Trí, chiều ngày 13 tháng 1, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế cho biết, do giá rét, huyện có khoảng 500 con trâu bò bị chết, tập trung ở 3 xã Đông Sơn và Lâm Đớt và A Roàng. Số trâu bò chết hiện vẫn đang tiếp tục tăng lên. Phần lớn trâu bò được người dân cho ăn uống đầy đủ, ủ ấm nhưng đã không chịu được nhiệt độ quá lạnh. Một số khác chết khi đang thả rông trong rừng. Ông Hùng nói, đã lâu lắm rồi mới có được đợt rét lạnh kinh khủng như thế này tại A Lưới. Trâu bò do không chịu được cái lạnh đã chết rất nhiều. Những năm lạnh trước, khoảng 100-200 con trâu bò chết, nhưng năm nay là chết nhiều nhất trong lịch sử. Đài khí tượng Thủy văn Thừa Thiên Huế cho biết, những ngày trước, nhiệt độ ở huyện A Lưới xuống thấp khoảng 6-7 độ C. Theo Tuổi Trẻ, ngày 13 tháng 1, nhà chức trách Hải Dương bắt giữ đoàn 14 xe chở khoảng 300 tấn hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ đi qua địa bàn. Giới chức cho biết, các mặt hàng trong xe gồm giày dép, quần áo, đồ điện tử, phụ tùng ô tô, tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Những người tham gia vận chuyển số hàng nói rằng đây là hàng của một số người chủ từ Quảng Ninh đưa về Hà Nội để tiêu thụ. Dình đưa tin, sau bữa cơm trưa, 82 công nhân ở thành phố Tuy Hòa, Phú Yên có triệu chứng ngộ độc thực phẩm phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Theo bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên, vụ việc xảy ra trưa ngày 13 tháng 1 tại công ty sản xuất linh kiện điện tử ở khu công nghiệp An Phú. Hầu hết các công nhân đều có triệu chứng rối loạn tiêu hóa, đau bụng, tiêu chảy, nôn. Trong 82 ca này, có 10 phụ nữ đang mang thai. Bà Ngọc nói, chúng tôi cũng đã lấy mẫu thức ăn gửi Viện Pasteur Nha Trang để xác định nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm cho các công nhân. Hiện, sức khỏe nhiều công nhân đã ổn định. Riêng một số nữ công nhân mang thai đang được chăm sóc, theo dõi. Ngày 13 tháng 1 theo giờ Mỹ, Tổng thống Trump ra thông cáo kêu gọi mọi người tránh xa bạo lực. Thông cáo được đăng trên trang web của Tòa Bạch Ốc viết, trước những báo cáo về nhiều cuộc biểu tình hơn, tôi kêu gọi mọi người không bạo lực, không vi phạm pháp luật và không phá hoại dưới bất kỳ hình thức nào. Đó không phải là điều đại diện cho tôi và cũng không đại diện cho nước Mỹ. Tôi kêu gọi tất cả người Mỹ cùng chung tay xoa dịu căng thẳng và bình tĩnh hơn. Cảm ơn mọi người. Thông cáo được đưa ra trong bối cảnh sau khi người biểu tình tràn vào tòa nhà Quốc hội ngày 6 tháng 1 và gây ra hỗn loạn và chỉ còn một tuần nữa là tới lễ nhậm chức ngày 20 tháng 1. Trước đó, vào ngày 11 tháng 1, theo giờ Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp cho Washington DC và ra lệnh liên bang hỗ trợ để bổ sung khả năng ứng phó của thành phố chuẩn bị cho lễ nhậm chức ngày 20 tháng 1. Thị trưởng Bill de Blasio tuyên bố thành phố New York chấm dứt tất cả hợp đồng trị giá 17 triệu đô la Mỹ một năm với tập đoàn Trump sau vụ xâm nhập điện Capitol hôm 6 tháng 1. Ông Blasio nói với MSNBC ngày 13 tháng 1, nhóm pháp lý của chúng tôi đã thực hiện đánh giá và các hợp đồng nêu rõ nếu một công ty và ban lãnh đạo của công ty đó tham gia vào hoạt động phạm tội, chúng tôi có quyền chấm dứt hợp đồng. Tập đoàn Trump có 4 hợp đồng với New York về vận hành công viên trung tâm Carousel, sân chạy băng Worldman, sân chạy băng Lasker cùng sân golf Ferry Point, mang lại cho họ lợi nhuận 17 triệu đô la Mỹ một năm. Văn phòng thị trưởng cho biết việc hủy hợp đồng với sân golf có thể mất vài tháng, trong khi những hợp đồng khác có thể tiến hành trong từ 25 đến 30 ngày. Sau vụ hỗn loạn tại tòa nhà Quốc hội ngày 6 tháng 1, nhiều kênh truyền thông và phe dân chủ đổ lỗi cho Tổng thống Trump đã kích động bạo lực. Nhưng trên thực tế, khi đám đông xông vào tòa nhà Quốc hội, ông đã kêu gọi họ trở về trong hòa bình. Trong các bài phát biểu sau đó, Tổng thống Trump cũng lên án bạo lực và kêu gọi hàn gắn đất nước. Đầu ngày 13 tháng 1, ông Mike Pompeo thông báo về việc chuyển giao tài khoản ngoại trưởng trên Twitter. Ông Pompeo viết, trong một tuần tới, tôi sẽ rời khỏi vị trí ngoại trưởng và tài khoản này sẽ được lưu giữ. Hãy tiếp tục theo dõi tôi tại tài khoản Mike Pompeo. Hãy theo dõi ngay từ bây giờ. Tài khoản Ngoại trưởng Mỹ trên Twitter hiện có hơn 3 triệu người theo dõi, trong khi tài khoản cá nhân của ông Pompeo đang có hơn 400.000 người theo dõi. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Hugh Hewitt Show ngày 12 tháng 1, ông Pompeo nói, lịch sử sẽ phản ánh những công việc tốt đẹp mà Tổng thống và chính quyền của chúng tôi đã làm.
Idaho News đưa tin, Josiah Coates, người ngồi trên ghế dành cho Phó Tổng thống Mike Pence trong cuộc xâm nhập vào bên trong tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng 1, đã tự nộp mình cho giới chức Idaho. Phát ngôn viên Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt ADA ở Idaho xác nhận Josiah Coates bị bắt ngày 12 tháng 1, hiện chưa rõ anh ta sẽ đối mặt cáo buộc nào. Coates dự kiến xuất hiện trước thẩm phán vào ngày 13 tháng 1 bằng hình thức trực tuyến. Coates là nhân vật chính trong bức ảnh cho thấy một người đàn ông treo mình lên ban công rồi nhảy xuống sàn tại phòng họp của Thượng viện. Coates cũng ngồi trên chiếc ghế Phó Tổng thống Mike Pence đã ngồi trước đó vài phút trong phiên họp kiểm phiếu đại cử tri của Quốc hội. Lúc đó, tôi cứ nghĩ rằng mình đang làm đúng, Coates nói ở Idaho. Bây giờ tôi nhận ra hành động của tôi là không phù hợp và tôi cầu xin sự tha thứ từ nước Mỹ và tiểu bang Idaho. AFP đưa tin, tỉnh Hắc Long Giang, nơi có 37,5 triệu người sinh sống, ngày 13 tháng 1 tuyên bố tình trạng khẩn cấp để kiểm soát dịch viêm phổi Vũ Hán khi các ca nhiễm mới gia tăng. Chính quyền Hắc Long Giang yêu cầu người dân trên toàn tỉnh không rời khỏi địa phương, trừ trường hợp cần thiết, hủy bỏ mọi hội nghị và các cuộc tụ tập. Tuy Hóa, thành phố 5,2 triệu dân thuộc tỉnh Hắc Long Giang đã bị phong tỏa hôm 11 tháng 1 sau khi xác nhận một ca nhiễm virus mới và 45 ca không triệu chứng. Chính quyền tỉnh thông báo một vài thành phố nhỏ gần Tuy Hóa cũng sẽ bị phong tỏa hoặc cấm đi lại. Những thành phố khác trong tỉnh đã đóng cửa các tụ điểm giải trí. Những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc có vẻ trở nên nghiêm trọng hơn. Quốc gia này đang nỗ lực kiểm soát làn sóng dịch thứ hai trước dịp Tết Nguyên đán khi hàng trăm triệu người sẽ di chuyển khắp đất nước. Theo Japan Times, Nhật dừng cấp phép nhập cảnh với người đi lại vì mục đích công việc từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam, và mở rộng tình trạng khẩn cấp. Hôm 28 tháng 12, Nhật đã dừng cho phép người nước ngoài không sinh sống tại Nhật nhập cảnh do lo ngại về biến chủng virus cúm Vũ Hán. Tuy nhiên, họ vẫn mở biên với những người đi lại vì mục đích công việc đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thủ tướng Yoshihide Suga thông báo tại Tokyo ngày 13 tháng 1 rằng họ sẽ đình chỉ chương trình nói trên để bảo vệ cuộc sống và sinh kế của người dân cũng như loại bỏ những rủi ro tiềm ẩn về đại dịch. Điều này đồng nghĩa với việc Nhật Bản cấm biên với tất cả người nước ngoài, trừ trường hợp có lý do đặc biệt như dự đám tang của người thân hay sinh con. Ông Suga cũng thông báo áp đặt thêm tình trạng khẩn cấp ở 7 tỉnh từ 14 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2. Theo Reuters, nhà hoạt động đối lập Alexei Navalny ngày 13 tháng 1 tuyên bố sẽ trở về Nga vào cuối tuần sau khi kết thúc thời gian điều trị tại Bệnh viện Đức. Ông Navalny đăng trên Instagram hôm 13 tháng 1. Tôi chưa từng nghĩ tới việc trở lại hay không, bởi đơn giản tôi chưa từng rời đi. Navalny cho rằng ông phải đến Đức vì có người muốn sát hại mình. Ông Navalny thông báo đã đặt vé máy bay về Nga vào ngày 17 tháng 1, thêm rằng Nga là quê hương của ông và ông đang rất nhớ nhà. Thủ lĩnh đối lập cho biết ông không quan tâm tới những điều có thể xảy ra với bản thân khi trở về Moscow. Chính trị gia Navalny nói thêm, sức khỏe của ông gần như đã hồi phục hoàn toàn. Ông Navalny bất tỉnh trong chuyến bay từ Siberia đến Moscow vào tháng 8 và phải nhập viện tại thành phố Omsk của Nga trước khi được đưa đến Berlin của Đức điều trị. Nhiều nước châu Âu cáo buộc chính quyền Nga liên quan và có trách nhiệm trong vụ việc ông Navalny bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok. Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Nikki Haley, hôm thứ Sáu ngày 8 tháng 1, chứng kiến hành vi của Twitter khóa vĩnh viễn tài khoản của Tổng thống Trump đã nói, bịt miệng mọi người, ngay cả Tổng thống Mỹ, là những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, chứ không phải ở đất nước của chúng ta. Bà viết kèm hashtag, không thể tin được. Ngoài Twitter, các nền tảng mạng xã hội khác thuộc Big Tech như Facebook, Instagram đã đình chỉ vô thời hạn quyền truy cập của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump vào tối thứ Sáu ngày 8 tháng 1, thông qua tài khoản Twitter Tổng thống của mình, đã viết, như tôi đã nói từ lâu, Twitter ngày càng tiến xa hơn trong việc cấm đoán tự do ngôn luận. Và tối nay, các nhân viên Twitter đã phối hợp với Đảng Dân Chủ và phe cánh tả cấp tiến trong việc xóa tài khoản của tôi khỏi nền tảng của họ để bịt miệng tôi cũng như bịt miệng mọi người. 75 triệu người yêu nước vĩ đại đã bỏ phiếu cho tôi. Dòng tweet này ngay sau đó đã bị xóa. Trong bối cảnh nhiễu nhương như vậy, mạng xã hội Snapchat ra đời với tôn chỉ tự do ngôn luận, không kiểm duyệt, tôn trọng quyền riêng tư của người dùng. Ứng dụng Snapchat gọn nhẹ, dễ sử dụng và hiện đã có trên các nền tảng iOS và Android. Bản tin sáng ngày 14 tháng 1 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.